Mình tự giới thiệu, mình tên là Dương Tuấn Nghĩa, mình đang sống và làm việc tại Hà Nội. Mình vào Shopee Giờ là được gần 6 tháng rưỡi, và khi mà mình vào thì mình đã chọn cái line hàng về sức khỏe, và sản phẩm đầu tiên mà mình tham gia vào các cái Zoom học đó là bộ đôi sản phẩm men vi sinh nhà Orifarmed và sản phẩm Empower của nhà Medcafa. Đấy, và mình rất là tâm đắc với cái bộ đôi sản phẩm này, bởi vì là với cái công dụng của nó là gần như là một cái bộ đôi hoàn hảo để cho mọi người có thể bảo vệ sức khỏe một cách chủ động, cũng như điều trị rất nhiều những cái vấn đề về sức khỏe, mà có những cái vấn đề mà có thể nói là căn bệnh nan y, ví dụ như là những cái vấn đề về đau dạ dày chẳng hạn, mọi người biết là xử lý cái vấn đề đau dạ dày nó rất là khó khăn, hay là cái vấn đề về hội chứng ruột kích thích chẳng hạn, đều là những cái vấn đề rất là khó khăn. Và bản thân mình thì cũng là một ông bố có hai đứa con nhỏ, một đứa lớn là năm nay là 9 tuổi và đứa bé thì năm nay là 3 tuổi. Đấy, và cái sự gọi là đau đáu của tất cả các bậc phụ huynh khi mà mình nuôi con mà mãi nó không chịu lớn ấy các anh chị, thì đấy là một cái niềm trăn trở mà có thể nói là bậc phụ huynh nào cũng cũng gặp phải. Khi mà cái chế độ ăn rồi cái cách ăn uống của con mình nó không được như ý muốn thì các anh chị sẽ thường các anh chị sẽ làm như thế nào? Mình sẽ phải tìm mọi cách để làm sao để khắc phục cái vấn đề ăn uống của con, làm sao để con mình có khả năng gọi là ăn nó đa dạng hơn, nó sam sưa hơn, chứ không không thể nào mà cứ để cho nó ăn theo một cái thói quen, một cái gọi là lộ trình gần như cố định như bé nhà mình là suốt hơn 4 năm trời là nó chỉ ăn mỗi cơm với trứng ngoáy thôi, hoặc là cơm với thịt băm xong nó đảo với nước mắm, chứ nó không hề ăn một cái loại thức ăn nào khác. Đến rau nó cũng rất là khó ăn, ăn khác vị cái là bắt đầu là nó ọe, chỉ ăn được mỗi rau muống thôi, và rau muống thì cũng chỉ ăn lá rau thôi, còn loại khác là dứt khoát nó không ăn. Đấy là cái điều mà mình cảm thấy rất là trăn trở. Thế và khi mà được học cái sản phẩm bộ đôi men vi sinh nhà Orifarmed và Empower của nhà Medcafa, thì điều đầu tiên mình áp dụng ngay đó là mình thay đổi, mình cố gắng là cải thiện cái tình trạng ăn uống của hai bé nhà mình. Mình đã đặt ngay cái bộ đôi sản phẩm này về. Đầu tiên là dùng Empower để gọi là bảo vệ cái sức đề kháng, bởi vì trẻ nhỏ thì rất hay bị những cái vấn đề ví dụ như là viêm họng hay là ho hắng rồi sổ mũi. Đấy. Rồi cái vấn đề ăn uống của bé nhà mình thì nó như vậy. Thế và mình đã kiên trì sử dụng. Đầu tiên là mình sử dụng cái sản phẩm Kit Lắc dành cho cả hai bạn bé nhà mình. Sau 1 tháng thì bắt đầu là mình chuyển sang là dùng cái viên nhai Bio Pro Lắc. Đấy. Thì đến bây mình vẫn duy trì liên tục đến bây giờ, mỗi ngày hai bạn ấy là 2 viên, và trộm vía là sau khoảng độ hơn 1 tháng sử dụng thì bây giờ là hai bạn bé nhà mình là cái chế độ ăn là các bạn ấy đã rất là phàm ăn, cái gì cũng ăn được. Và trước đây thì chưa bao giờ mà cái bạn lớn nhà mình là chưa bao giờ đòi ăn rau. Thế nhưng mà sau khi mà sử dụng sản phẩm men vi sinh này được hơn 1 tháng thì khi mà bưng cái mâm cơm ra là bạn ấy đòi là mẹ ơi bố ơi cho con rau. Đấy là một cái điều mà có thể nói là mình cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì là mình đã thay đổi được cái thói quen cũng như cái khẩu vị về ăn uống của bạn bé nhà mình. Còn bạn bé thứ hai là lúc là 3 tuổi thì trộm vía là bây giờ ăn theo đúng nghĩa là ăn không phanh được, bởi vì bạn ấy phàm ăn một cách gọi là bắt buộc là làm bố mẹ là phải hãm lại, bởi vì là bạn ấy ăn suốt ngày luôn. Mà trước đây là bạn ấy không biết ăn kẹo, chỉ có ăn những cái loại bánh mềm đấy, và uống sữa, thì bây giờ là ăn xôi, ăn trứng vịt lộn,
ăn hoa quả các thứ, đi lớp về là kiểu gì cũng phải coi như là lao vào bàn ăn xem là có cái gì ở trên bàn ăn là bạn ấy phải coi như là ăn lót dạ ngay, và lót dạ với một bạn 3 tuổi mà hết một quả chuối tiêu thì các anh chị có thể hiểu là cái mức độ phàm ăn nó như thế nào đấy. Và trộm vía là đến bây giờ sau đến bây giờ là được 5 tháng sử dụng thì bạn bé 3 tuổi nhà mình thì đã tăng được gần 2 cân, còn bạn lớn thì tăng được 3 cân đấy. Đấy là những cái kết quả mà mình cảm thấy là rất là hạnh phúc, bởi vì trước đây là cái bạn bé nhà mình là từ lúc 2 tuổi cho đến lúc 2 tuổi rưỡi là trong hơn 5 tháng là không có tăng một lạng nào luôn, với cái kiểu ăn là chỉ có ăn cơm với trứng, không ăn rau, rồi hoa quả thì cũng rất là kén ăn, chỉ ăn một vài loại thôi. Nhưng bây giờ thì trộm vía là cái gì cũng ăn, thậm chí là đến 10 rưỡi 11 giờ đêm rồi mà vẫn đòi ăn, nhiều lúc là mẹ cháu còn phải bắt phải đi ngủ, chứ không thì ăn muộn quá thì sợ ảnh hưởng đến răng miệng. Đấy là những cái kết quả mà nhờ cái bộ đôi Kitlux và Bioprolux mà nhà mình đã sử dụng cho 2 bạn bé đấy. Và trộm vía thêm nữa là cái thời điểm mà thời tiết giao mùa như thế này ấy, thì các bạn ấy không bị những cái vấn đề về về gọi là viêm họng hay là những cái vấn đề hắt hơi sổ mũi, như trong khi là nhiều bạn khác ở lớp thì gọi là tình trạng thò lò mũi xanh rất là nhiều luôn. Với cái vấn đề để đường hô hấp thì các bạn cùng lớp bị rất là nhiều, nhưng mà trộm vía 2 bé nhà mình thì chỉ gọi là hơi hơi có một chút mũi trong thôi, chứ không không bị gọi là đến mức độ gọi là thò lò mũi xanh. Đấy là những cái điều mà mình cảm thấy rất là tâm đắc với cái bộ đôi sản phẩm mà mình đang áp dụng cho 2 bạn bé nhà mình đó. Và mong rằng là các anh chị cũng có cái thông qua cái chia sẻ của mình thì các anh chị áp dụng được cái cách để mình bảo vệ sức khỏe cũng như cải thiện cái vấn đề tiêu hóa ăn uống cho các bé nhỏ. Bởi vì cái thời điểm này, đặc biệt là các anh chị biết là ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng là đang có cái dịch cúm rất là nguy hiểm, thì đây là một trong những cái giai đoạn mà mình cần phải tích cực bảo vệ cái vấn đề tăng sức đề kháng này, rồi thì bảo vệ cái đường hô hấp của các bé.